Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Trinh đến từ bộ phận truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn một mẫu nhà từ đường đẹp được kiến trúc Kisato thiết kế cho gia đình chú Nguyễn Mạnh Hùng tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nếu những ai đang có mảnh đất tương tự như của gia đình chú Hùng, hãy xem và tham khảo dưới đây. Mẫu nhà từ đường 5 gian là một trong những sản phẩm mà từ đường Kisato mang tới cho khách hàng. Công trình này ngày nay không chỉ là nơi thờ tụng của dòng họ mà còn được thiết kế với không gian sinh hoạt của gia đình. Các thiết kế được sử dụng cần được tính toán và chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo sự tôn nghiêm cho nơi thờ tụng, đồng thời đảm bảo công năng sinh hoạt cần thiết. Mẫu nhà từ đường 5 gian được xây dựng là công trình nhà thờ họ. Đây được xem là công trình để đời và có giá trị cao về mặt giá trị và tâm linh. Mảnh đất xây dựng nhà từ đường được lựa chọn kỹ càng và tính toán hợp lý, đảm bảo cả yếu tố phong thủy và giữ sự tôn nghiêm cần thiết. Mẫu nhà từ đường được xây dựng trên khuôn đất rộng 250m², trong đó 150m² sử dụng cho nhà từ đường. Công trình nhà từ đường với chiều cao 7,85m, diện tích chiều ngang nhà từ đường là 16,22m, chia thành 5 gian, trong đó 3 gian ở giữa là nơi thờ phụng, gian giữa có diện tích là 3,1m, 2 gian hai bên có diện tích 2,7m và 2 gian hai bên đầu hồi là chỗ để nghỉ ngơi có diện tích 3,64m, chiều sâu nhà từ đường có diện tích 8,82m. Công năng được bố trí trong mẫu nhà từ đường như sau: 3 gian giữa là không gian thờ, 2 gian hai bên đầu hồi với thiết kế 3 phòng ngủ thường, 1 phòng ngủ khép kín và 1 nhà vệ sinh chung. Mẫu nhà từ đường 5 gian 2 mái là sự kết hợp tinh tế giữa lối kiến trúc hiện đại và kiến trúc truyền thống. Mẫu từ đường hai mái mang nét đẹp truyền thống với mái hướng về hai phía, đỉnh mái được trang trí với một bức chiếu thư kèm họa tiết lưỡng long trầu nguyệt. Hai bên đầu hồi được đắp đôi kìm giữ nóc với ý nghĩa bảo vệ ngôi nhà tránh khỏi hỏa hoạn, bởi kìm là loài linh vật đại diện cho việc hô mưa gọi gió. Chạy dọc diềm mái là các đường viền hoa văn trang trí. Một thiết kế được tính toán kỹ lưỡng là nơi con cháu ở xa có thể dừng chân nghỉ ngơi khi có dịp ghé thăm quê nhà. Ba gian ở giữa được nâng đỡ bởi các trụ cột bằng bê tông sơn giả gỗ chắc chắn. Vật liệu được sử dụng nhiều nhất trong mẫu nhà từ đường này là vật liệu bê tông sơn giả gỗ. Ngày nay, để tiết kiệm chi phí, các gia chủ thường sử dụng bằng chất liệu bê tông sơn giả gỗ mà vẫn giữ được nét thẩm mỹ, lại bền vững với thời gian. Nhìn vào sẽ không thể nhận ra là giả hay thật. Thiết kế hai mái truyền thống với ngói mũi hài hạ long màu đỏ ấm cúng. Từ màu sắc tới thiết kế mang tới khung cảnh gần gũi với mái đình xưa. Khi chiêm ngưỡng khung cảnh này, con cái ở xa cảm thấy gần gũi và ấm cúng hơn. Vật liệu gỗ khá đắt, do đó để tối ưu chi phí, các kiến trúc sư còn sử dụng gạch ốp giả gỗ cho vị trí tường hai gian nhà. Gạch có màu và họa tiết giống với cửa, đẹp mắt tạo sự đồng nhất và không bị lạc quẻ. Tổng thể mẫu nhà từ đường là gam màu nóng, ấm cúng từ gạch ốp, hệ mái hay gạch lát nền. Những màu sắc đặc trưng thường sử dụng cho mẫu từ đường cùng với gạch lát sân màu đỏ như kéo gần khoảng cách giữa con cái với những nét đẹp truyền thống, hướng con cháu không quên cội nguồn khi có dịp dừng chân nơi đây. Mẫu nhà từ đường cách điệu nhờ sử dụng gạch ốp dối chân tường. Lựa chọn này tính toán để tạo ra sự cao ráo cho công trình, đồng thời bảo vệ khỏi rêu mốc và tác động xấu của thời tiết. Hệ tiểu cảnh cùng những bậc ngũ cấp được tạo ra với ý nghĩa phong thủy, tốt đẹp đem lại sự dễ chịu cho người nhìn.
Kiến trúc từ đường hay nhà thờ họ đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, lên kế hoạch và lựa chọn vật liệu. Bởi vậy mà thiết kế bản vẽ nhà thờ họ trước khi tiến hành xây dựng là một việc làm không thể thiếu. Thông qua bản vẽ thiết kế, chúng ta có thể vẽ ra lộ trình xây dựng hợp lý nhất, thể hiện đúng mong muốn của gia chủ đối với một nơi thờ cúng thiêng liêng của cả dòng họ. Trong phong cách thiết kế, mẫu nhà từ đường của chúng tôi luôn luôn cải tiến, tìm hiểu làm sao để đổi mới, sáng tạo mà lại hợp với truyền thống, văn hóa, đặc biệt với những công trình từ đường như thế này để mang lại cảm giác hài lòng nhất cho các gia chủ. Vậy là tôi vừa giới thiệu xong về mẫu nhà từ đường đẹp của gia đình chú Hùng. Nếu các bạn thấy mẫu nhà này đẹp, hãy nhấn like, share và bình luận bên dưới. Hãy nhấn vào link đâu đó xung quanh video này để nhận được những phần quà hấp dẫn của chúng tôi.